Chuyện cổ tích Việt Nam. Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ. Chuyện thần tiên. Heidi là một câu chuyện về một cô bé mồ côi người Thụy Sĩ tên là Heidi. Cô bé mới 5 tuổi. Heidi mồ côi cha mẹ khi cô bé mới 3 tuổi. Sau đó, cô được dì của mình là dì DT nuôi dạy. Nhưng khi dì DT kiếm được việc ở Frankfurt, dì quyết định đưa cô bé tới sống với ông nội cô bé đang sống trên sườn núi. Dì DT, con không muốn sống ở đây. Dì đừng bỏ con mà đi. Làm vậy là tốt cho con của ta. Heidi rất buồn. Nhưng cô bé vẫn vui vẻ chấp nhận người ông cáu kỉnh và cuộc sống ở trên núi. Cô bắt đầu yêu cảnh thiên nhiên, cảnh hoàng hôn đỏ, động vật tuyệt đẹp và cây cối. Cô bé cũng bắt đầu cho dê ăn và chơi với chúng hàng ngày. Ôi, bé con của ta, lại đây. Ban đêm, cô ngủ trên bãi cỏ, ngắm nhìn muôn ngàn vì sao lấp lánh. Cô bé cũng bắt đầu yêu thích cảnh thiên nhiên xung quanh hơn. Vài ngày sau đó, cô bé gặp một người bạn Peter. Cậu bé 7 tuổi đang sống trong ngôi nhà gần đó với mẹ của cậu và bà ngoại bị mù. Đi nào, hai đi, ra đồng cỏ chơi nào. Peter, chờ em một chút nhé. Heidi rất thích chơi đùa mỗi ngày trên đồng cỏ với Peter và đàn dê. Rồi những ngày sau đó, cô bé ở bên bà ngoại Peter hoặc làm những công việc nhà với ông nội mình. Ông của cô bé trở nên rất yêu quý và ông chỉ muốn Heidi ở bên cạnh mình. Ông không cho cô bé tới trường vì ông đã từng cãi lộn với những người sống ở ngôi làng Dobley dưới núi. Họ gọi ông là ông già núi. Heidi, ông sẽ không để cháu phải rời xa ông đâu. Cháu yêu ông ạ. Mọi việc tưởng chừng như vẫn suôn sẻ cho đến một ngày, dì DT ở đâu xuất hiện. Dì DT đưa Heidi tới Frankfurt để làm bạn với một cô bé tật nguyền 10 tuổi, Clara. Cô bé chỉ có thể đi lại trên xe lăn. Ngay khi đến nhà Clara, Heidi rất ngạc nhiên khi thấy mọi người rất kỷ luật và tuân theo lệnh của bà Rottenmeier, bà là quản gia. Cô thấy Clara có bộ sưu tập đồ chơi lớn. Tủ của Clara đầy ắp bộ quần áo đẹp. Cô bé nhanh chóng thấy thoải mái và cảm thấy thích chơi với Clara. Dần dần, mọi người cũng bắt đầu yêu quý cô bé đáng yêu Clara. Bố Clara và bà nội Clara, tất cả đều trở nên yêu quý cô bé người Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Rottenmeier, quản gia nhà Sissiman, lại không yêu quý Heidi vì quần áo cô bé dơ bẩn, không biết đọc và không chịu học cách cư xử trong ngôi nhà lớn. Bà Rottenmeier nghĩ Heidi là trẻ hư. Cháu cần phải học kỷ luật ở đây, Heidi. Cháu xin lỗi bà Rottenmeier. Thời gian trôi đi, Heidi càng ngày càng nhớ nhà. Bà nội của Clara thấy Heidi không vui vẻ. Bà nói với dì DT, nhưng dì DT rất ích kỷ. Bà ngoại Clara cố gắng thuyết phục dì DT, nhưng thất bại. Bà ơi, ở đây cháu không thấy vui. Bà cho cháu về nhà đi, cháu nhớ ông nội và anh Peter. Heidi, cháu yêu của ta, cháu hãy cầu Chúa giúp đi. Dù Heidi có đầy đủ mọi thứ,
nhưng luôn cảm thấy như bị nhốt trong chuồng. Cô vẫn không hạnh phúc và bắt đầu thấy cô đơn. Cô bé chẳng còn thấy yêu thích gì nữa. Sâu thẳm trong tim mình, cô ước được trở về với ông nội Peter, cánh đồng tuyết, nhưng chẳng biết làm sao quay lại đó. Điều đó ảnh hưởng sức khỏe cô, và cô bắt đầu mộng du vào đêm. Một ngày, Heidi mở cánh cửa chính ra và tưởng tượng mình đang trở về nhà. Anh Peter và ông ơi, cháu về rồi. Bà Clara chứng kiến và thấy rất buồn. Bác sĩ của Clara, bác sĩ Clarkson, yêu cầu phải đưa cô bé về với ông nội. Heidi, ta có tin vui cho con đây. Tin gì thế bà? Chúng ta sẽ đưa con về với ông nội và Peter. Con yêu bà lắm. Bà là tuyệt nhất. Giờ con sẽ đi chào tạm biệt mọi người. Clara, đến lúc em phải đi rồi. Hẹn gặp chị ở nhà em. Chị lên núi chơi nhé. Em sẽ cho chị xem nhiều nơi lắm. Đừng đi Heidi, chị sẽ nhớ em. Em sẽ nhớ mọi người, nhất là bà và chị Clara. Cô bé mời Clara lên thăm gia đình ở trên núi. Khi về tới ngọn núi, cô liền chạy về nhà đầy sung sướng. Ông ơi, con về rồi. Con nhớ ông nhiều lắm. Ông cũng nhớ con bé đáng yêu của ta. Ôi, Heidi yêu quý, ông sẽ không để cháu đi đâu hết. Cháu của ta. Trở về nhà trên núi, ông cô bé thấy vui vẻ trở lại vì có Heidi. Hai ông cháu rất hạnh phúc bên nhau. Cô bé cũng gặp lại Peter. Peter, xem em đã trở về. Heidi, tất cả đều rất nhớ em. Em có một người bạn mới, chị Clara. Em ở nhà chị ấy, chơi với chị ấy nữa. Heidi kể lại những câu chuyện với Peter và bà ngoại cậu bé, thêm yêu cánh đồng cỏ nhiều hơn nữa. Vài tháng sau đó, Clara quyết định làm Heidi ngạc nhiên. Cô bé quyết định ở với Heidi một tháng. Clara và chiếc xe lăn được đưa lên trên núi và rất vui khi được sống cạnh người bạn thân của mình. Ồ, nhìn xem Heidi, ai tới thăm con này? Ai thế ông ơi? Heidi, chị Clara đây em. Sau khi nghe tên Clara, cô bé bật dậy ngay tức thì. Em rất vui vì được gặp lại chị sau bao ngày. Clara rất hạnh phúc khi được gặp lại Heidi. Hàng ngày vào mỗi sáng, cô bé dậy sớm để chơi với Clara. Đưa Clara tới cánh đồng lúa xanh, cảnh hoàng hôn đỏ, những chú chim hót líu lo. Clara ngày càng thấy thích thú hơn. Chị thích những ngọn núi đó chứ? Chị thích mọi thứ Heidi ạ. Cảm ơn em vì tất cả. Tuy nhiên, Peter trở nên ghen tị với Clara. Cậu nghĩ Clara đánh cắp bạn thân của mình. Một hôm, Peter thấy Clara ngồi với Heidi trên bãi cỏ và cười đùa. Clara, cứ chờ đấy nhé. Tôi sẽ giấu xe lăn của cậu, để cậu phải trở về, để Heidi một mình. Peter tức giận và đã lấy cắp chiếc xe lăn, rồi thả nó xuống núi. Và bùm, nó gãy. Ôi trời ơi, mình vừa làm gì thế? Khi Clara và Heidi chơi xong, họ nhận ra chiếc xe lăn không ở đó nữa. Clara phải làm sao? Heidi, xe lăn của chị đâu? Chị lo lắng quá. Heidi bắt đầu tìm kiếm và không thấy ở đâu cả. Em không thấy ở đâu cả Clara. Em sẽ đi gọi ông nội. Heidi chạy đi gọi ông giúp. Trên đường cô gặp Peter. Peter, Clara cần giúp đỡ.
lại đây nào. Hãy giúp chị ấy đi về nhà. Đi nào Lara, lối này. Đừng lo, cậu sẽ không sao đâu. Và thật sự kỳ diệu, khi Clara bắt đầu bước từng bước dưới sự giúp đỡ của Peter và Heidi, và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh cô, Peter ngạc nhiên khi thấy Clara tiến lại về phía nhà. Gia đình Clara rất hạnh phúc khi thấy Clara bước đi trên chính đôi chân của mình. Bố, mẹ, con đi lại được rồi này. Con hạnh phúc quá. Bố mẹ cũng hạnh phúc vì con. Lara, con của ta. Peter thấy rất có lỗi và cậu đã khóc. Sao thế Peter? Sao con lại khóc? Con đã ném xe của Lara xuống dưới núi vì con nghĩ Lara khiến Heidi không chú ý đến con nữa. Peter, chúng ta tha thứ cho con. Tuy nhiên, bà nội Clara hiểu vì sao cậu bé làm thế. Bà biết cậu bé thấy mình có lỗi, và thay vì phạt cậu bé, bà quyết định thưởng cậu bé. Tặng con nè cậu bé, cầm lấy và đừng từ chối. Gia đình Sissy Man tặng quà cho Heidi và bà ngoại mù của Peter để giúp cuộc sống của họ bớt khó khăn hơn. Họ hứa với ông nội Heidi rằng chắc chắn sẽ chăm sóc Heidi khi ông mất. Câu chuyện kết thúc bằng việc Heidi và bà Clara nói chuyện với nhau và cảm ơn Chúa vì tất cả những điều tốt đẹp Người sẽ mang lại cuộc sống cho họ.